Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục An ninh Tây Ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Công an tỉnh Tây Ninh sơ kết công tác cảnh sát hình sự 9 tháng đầu năm 2024. Công an thị xã Hòa Thành kịp thời hỗ trợ tìm người thân cho trẻ bị lạc. Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua hình thức trúng vé số tự chọn. Ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác cảnh sát hình sự 9 tháng đầu năm 2024. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 637 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 59 vụ so với cùng kỳ năm 2023, đã điều tra khám phá 500 vụ, 1.292 đối tượng. Từ khi thành lập, các tổ công tác 369 đã tổ chức 101 cuộc tuần tra với hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ và trên 400 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phát hiện 6 vụ, 9 đối tượng vi phạm pháp luật, giải tán 48 nhóm, 263 đối tượng tụ tập đêm khuya, phát hiện 84 đối tượng dương tính với ma túy, bàn giao cho công an cấp xã quản lý, kịp thời phát hiện ngăn chặn 2 đối tượng thông qua mạng xã hội, lôi kéo những thanh niên khác hẹn đánh nhau, ra soát, lập hồ sơ quản lý 114 băng nhóm có nguy cơ vi phạm pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự phải làm tốt công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm. Trong đó, tập trung triệt xóa tội phạm đánh bạc, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm trộm cắp tài sản. Đại tá Lý Hồng Sinh yêu cầu lực lượng công an cấp xã phải làm tốt công tác nắm tình hình các loại tội phạm trên địa bàn mình phụ trách để tham mưu đề xuất công an cấp trên xử lý kịp thời, không để xảy ra tụ điểm phức tạp. Ngày 21 tháng 9, đoàn cựu sinh viên khóa D9S, trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại tỉnh Tây Ninh. Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, dân hoa dân hương trước bia chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, dân hương tại tượng đài Bác Hồ, tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng, bia truyền thống Trường An ninh Trung ương cục miền Nam, nhà lưu niệm Trường An ninh Trung ương cục miền Nam, nay là Trường Đại học An ninh Nhân dân. Trước đó, đoàn đã tổ chức chương trình trao tặng 40 triệu đồng cho 20 em học sinh hiếu học tại xã Thành Tây, huyện Tân Biên nhằm góp phần tiếp sức, động viên để cho các em tiếp tục đến trường trong năm học mới. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hội yến diêu trì cung của đạo Cao Đài, lực lượng công an thị xã Hòa Thành còn hỗ trợ kịp thời các trường hợp tìm người thân cho trẻ bị lạc, tìm trả lại tài sản cho người bị mất. Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại khu vườn hoa Đền Thánh, tổ công tác công an thị xã Hòa Thành phát hiện hai điện thoại di động do người dân đánh rơi dưới đất. Tổ công tác đã nhanh chóng tìm và trả lại cho người bị mất. Công an thị xã Hòa Thành cũng đã kịp thời hỗ trợ tìm người thân cho bé Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, sinh năm 2019, ngụ ấp Cày Xiên, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, bị lạc gia đình trong lúc tham gia hội yến. Thực hiện chỉ thị số 31 CTTTG ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Dương Minh Châu tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho gần 850 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học Phổ thông Dương Minh Châu đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Để buổi tuyên truyền thêm sinh động, cán bộ tuyên truyền đã đưa ra nhiều câu hỏi trắc nghiệm và tặng quà cho các em học sinh. Từ ngày 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2024, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2024 đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh. Tại trường bắn sư đoàn 5, cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra bắn đạn thật ở hai nội dung,
đối với cán bộ chiến sĩ không thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu, kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng ngắn K-59 hoặc CZ-83 hoặc CZ-75. Mỗi đồng chí bắn 10 viên, trong đó 5 viên bắn thử, 5 viên bắn tính điểm. Đối với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu, kiểm tra bắn đạn thật 3 bài bắn, gồm 1 bài súng ngắn K-59 hoặc CZ-83 hoặc CZ-75, bài 1 súng ngắn ứng dụng và bài 1 súng tiểu liên AK. Mỗi bài bắn có cơ số đạn 10 viên, trong đó 5 viên bắn thử, 5 viên bắn tính điểm. Qua kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả tập huấn về cách sử dụng, quy tắc bắn súng và khả năng thực hành bắn đạn thật, súng ngắn, súng tiểu liên trong nội dung chương trình tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật năm 2024 của Công an tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Tây Ninh xuất hiện một nhóm hai đối tượng là nam giới, nói giọng miền Bắc, đến các đại lý ghi vé số tự chọn để mua vé số tự chọn và vé số truyền thống. Sau khi có kết quả siêu số, các đối tượng quay lại, lợi dụng sơ hở của người bán, chỉnh sửa các dãy số để trùng với kết quả số số, rồi yêu cầu đại lý trả tiền thưởng để chiếm đoạt tiền của các điểm bán vé số tự chọn. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 75 triệu đồng của đại lý vé số tự chọn do anh Nguyễn Nhật Phi làm chủ tại cổng chợ phường 4, thành phố Tây Ninh. Một thanh niên mặc đồ của Việt Theo, là ngồi tại chỗ này, tại bên trái tôi nè, là mua tôi 5 tờ số, xong rồi cứ ngồi đó, xong rồi bắt đầu đến một người thanh niên tiếp theo nữa là mặc đồ của bên điện lực, lại là bắt đầu biểu cho mượn cái cuốn tập để nó ghi số rồi nó gửi lại, tổng cộng là 4 con số. Nó rồi bắt đầu mấy là đưa cuốn sổ lại cho tôi, nó biểu tôi ghi là mấy con số đó đi, rồi anh giữ giấy đó luôn, đem giấy về là vợ tôi nó la ơi nó không chịu. Tôi ghi xong rồi, tôi nộp công ty xong rồi, mấy con số trong cuốn sổ đó dìu xuống tôi dò thì tôi thấy trạng ráo rồi. Sáng ngày hôm sau á, cái người mà mặc đồ của bên Viettel á lại biểu tôi bán cho 5 tờ giấy số tôi chọn, biểu tôi cho mượn cuốn sổ đó để nó kê, nó ghi phiếu hóa đơn á, thì mình cho mượn, mình đầu ngồi đây mình bán được người hay người á, đáng sợ mình bắt đầu đi. Thì đi khoảng chừng 3-4 phút sau á, là cái người mà mặc đồ mà điện lực á chạy thẳng lại là biểu là lãnh số 863 ngày qua, biểu tôi lật sổ ra coi đó, mình mới lật sổ ra mình coi là 863 đó. Lúc đó mình mấy là hồn vía mình lên mây này, tại vì giấy ngày qua mình dòm dục hết đó rồi, có 1-2 triệu chung nó hối hồ về chung nó để nó đi làm. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2024, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng yêu cầu đại lý bán vé số của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, trả cho bọn chúng 200 triệu đồng tiền trúng thưởng. Nhưng do không có tiền nên bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chỉ đưa trước cho chúng 10 triệu đồng. Không có lý do để mà nghi ngờ chú, tại chú xuất hiện mình có một lần thứ nhất ghi với lần thứ hai là chú nói chú trúng thôi. Thế mình nghĩ là mình ghi nhầm, cho nên mình nhận khuyết điểm đó, năn nỉ chú để đền. Mình chưa có tiền, mình đền liền, mình chỉ năn nỉ. Đó, rồi mà chiều đó chú cứ ngồi đó chú đòi lấy tiền cho bằng được á. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2024, với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua hình thức trúng vé số tự chọn, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ, huyện, thị xã, thành phố, nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng, đồng thời phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Tây Ninh thông tin phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đến các đại lý để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để các đối tượng tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của các đại lý bán vé số. Khi nhận được cái phản ánh của các đại lý, cụ thể là các đại lý là nạn nhân thì cái vụ lừa đảo nêu trên đó, thì ban lãnh đạo công ty thì lập tức thông báo đến các đại lý khác trên địa bàn tỉnh để kịp thời có cái động thái là cảnh giác, trực tiếp làm việc với các đại lý để nhắc lại cũng như là hướng dẫn thêm các quy trình bán vé số cũng như là trả thưởng để các đại lý nắm rõ, đồng thời nhắc nhở không có được chủ quan trong cái quy trình bán vé số cũng như là trả thưởng.
hạn chế được những cái hành vi lừa đảo. Phòng An ninh Kinh tế đã tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục xác minh làm rõ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tập trung nắm tình hình có liên quan đến các nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo. Trong đó, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với công ty sổ số kiến thiết Tây Ninh tổ chức tuyên truyền phương thức thủ đoạn để cho cán bộ công nhân viên cũng như toàn thể các hệ thống đại lý của công ty nắm để phòng ngừa tội phạm, và khi phát hiện tội phạm để báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý. Mọi người dân, nhất là các đại lý vé số và người bán vé số cần hết sức cảnh giác với các đối tượng lạ mặt có biểu hiện không bình thường trong quá trình đổi vé số trúng thưởng để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo tẩy xóa, sửa lại các số trúng thì nhanh chóng trình báo công an các địa phương gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Chuyên mục An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.